Lạc Sơn đại Phật trấn thủy quái bị ngập báo hiệu điều khủng khiếp gì? Có một câu nói được lưu truyền rộng rãi ở Lạc Sơn, rửa mũi chân, hồng thủy ngập. Có nghĩa là nếu nước sông dâng đến ngón chân của Lạc Sơn đại Phật, Tứ Xuyên nhất định sẽ hứng chịu một trận lụt lớn. Lạc Sơn đại Phật là một bức tượng Phật bằng đá khổng lồ ở ngoại vi thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bức tượng Phật Di Lặc đang ngồi với cặp mắt hơi mở, từ bi nhìn xuống chỗ hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Ý. Gần đây, tỉnh Tứ Xuyên vì mấy ngày liền mưa to không ngớt, khiến mực nước sông tăng vọt và đài ngắm tượng Lạc Sơn đại Phật bị dìm ngập, chân tượng Phật cũng ngập trong nước lũ. Ở Lạc Sơn có lưu truyền một câu ngạn ngữ dân gian, tẩy cước tiêm, hồng thủy yêm, rửa mũi chân, hồng thủy ngập. Là ý nói, nếu như nước sông đã dâng mũi chân của Lạc Sơn đại Phật, vậy thì Tứ Xuyên chắc chắn gặp tai họa lũ lụt lớn. Bởi vậy người dân không khỏi lo lắng suy đoán, chân Phật bị ngập nước là điềm báo sẽ có đại sự phát sinh. Quay trở lại, bức Lạc Sơn đại Phật đã tồn tại hàng nghìn năm qua, ban đầu là vì sao mà được xây dựng lên? Truyền thuyết Lạc Sơn đại Phật ngàn năm trấn thủy quái. Lạc Sơn đại Phật là một bức tượng Di Lặc ngồi, được đục từ vách đá của đỉnh Tê Hà trên núi Lăng Vân, cao 71 mét, được gọi là Sơn Thị Nhất Tọa Phật, Phật Thị Nhất Tọa Sơn. Núi là Phật và Phật cũng là núi. Bức tượng được tạc năm Khai Nguyên thứ nhất, đời Hoàng đế Đường Huyền Tông, năm 713, kéo dài hơn 90 năm, đến năm Trinh Nguyên thứ 19, đời Hoàng đế Đường Đức Tông, năm 803, thì hoàn thành. Cách đây đã hơn 1.200 năm, là bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới. Người bắt đầu xây dựng bức đại Phật là Hòa Thượng Hải Thông, năm đó xuất gia làm tăng ở chùa Lăng Vân trên núi Lăng Vân. Đương thời, dưới núi Lăng Vân, nơi hợp lưu của ba con sông, thế nước vô cùng hung mãnh, sóng lớn vỗ bờ, đánh thẳng đến chân núi Lăng Vân, thuyền bè qua lại thường xuyên bị đắm. Hòa Thượng Hải Thông chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng luôn cảm thấy day dứt. Ông nghĩ, thế nước ba con sông hung hăng ngang ngược như thế, ắt có thủy quái tác oai tác quái. Thế là ông phát nguyện tạc tượng Phật, muốn nhờ vào pháp lực của Phật Pháp vô biên để hằng phục thủy quái, phù hộ thuyền bè qua lại bình an. Hòa Thượng Hải Thông không quản trải qua muôn vàn khổ cực, đi khắp nơi hóa duyên để gom kinh phí tạc tượng Phật. Sau khi ông hóa duyên trở về, mời được nhiều thợ tạc tượng giỏi tạc tượng đại Phật. Dân chúng xung quanh nghe nói, Hòa Thượng Hải Thông mời được người tạc tượng đại Phật để chấn áp yêu quái, cũng tấp nập kéo nhau đến làm giúp. Theo Phật Tổ Thống Kỳ kể lại, cảnh tượng lúc ấy cực kỳ hùng vĩ, nhân công tận lực, hàng ngàn chiếc búa cùng giáng xuống, từng tảng đá lớn rơi như sấm, thuồng luồng kinh sợ ẩn mình, thung lũng lấp đầy, thủy quái không còn. Tuy nhiên, năm đó ở Gia Châu có một tay quan lại quý của hơn mạng người. Ông ta nghe nói Hòa Thượng Hải Thông hóa duyên, được nhiều ngân lượng liền nảy sinh tà tâm, muốn hãm hại để đoạt tiền tài. Ngày nọ, ông ta dẫn quan binh đến chùa Lăng Vân, đòi phạt 1 vạn lượng vì tạc tượng mà không báo quan, hạn trong 3 ngày phải nộp đủ. Nhưng Hải Thông Hòa Thượng quả quyết cự tuyệt, cho rằng số ngân lượng hiện có là nhờ hóa duyên, phải dùng vào việc tạc tượng, không thể động đến. Viên quan bèn dọa rằng nếu không giao nộp tiền thì sẽ móc mắt Hải Thông. Hòa Thượng Hải Thông khẳng khái nói rằng, mắt ta thì khoét được, nhưng tài vật của Phật thì không được động đến. Để bày tỏ quyết tâm hộ pháp, Hòa Thượng Hải Thông sắc mặt không đổi, tự móc xuống đôi mắt của mình, đặt lên mâm sứ, tự mình đưa cho tên quan lại. Truyền thuyết kể rằng, tên quan chứng kiến cảnh này, giật mình kinh hãi thoái lui, ai ngờ quên mất sau lưng là vực sâu vạn trượng, bị ngã xuống mà chết. Lúc này, đôi mắt kia lại tự động bay trở về trong hốc mắt của Hòa Thượng Hải Thông. Những quan tham ô còn lại không còn dám tiếp tục dọa dẫm lão Hòa Thượng để đoạt tiền. Khi tượng Phật được tạc đến vai, Hòa Thượng Hải Thông viên tịch, việc tạc tượng cũng vì thế mà bị dừng lại. Khoảng 10 năm sau, quan tiết độ sứ tại Tây Xuyên, Kiếm Nam là Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự quyên góp 20 vạn lượng bạc tiếp tục tạo tác tượng Phật. Bởi vì công trình to lớn, cần rất nhiều kinh phí, nên triều đình đã đặc biệt ban thưởng cho địa phương nơi đó thuế đay và muối để làm kinh phí tạo dựng tượng Phật. Khi tượng Phật tạc đến đầu gối, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vì có công tạo tượng Phật nên được phong làm Thượng Thư Bộ Hộ, đi đến Kinh Đô nhậm chức. Vì vậy, công trình tạo tác tượng Phật một lần nữa phải dừng lại. Cho đến năm Trinh Nguyên thứ 4, đời Hoàng đế Đường Đức Tông, năm 788, tiết độ sứ Tây Xuyên Kiếm Nam là Vi Cao quyên góp 50 vạn lượng, chiêu mộ thợ thủ công, tiếp tục tạc tượng. Triều đình cũng chiếu ban thưởng các khoản thuế để trợ giúp kinh phí.
Với nỗ lực của ba thế hệ, sau hơn 90 năm, bức Lạc Sơn Đại Phật cuối cùng cũng được hoàn thành, toàn thân được dát vàng, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm tráng lệ. Theo Thái Bình Chấn Chí ghi chép, truyền thuyết kể rằng vào một ngày nọ, một đám mây mù từ trên trời giáng xuống, trong mây có một vị tăng nhân nói vọng xuống: "Tứ xuyên có ba vị Phật, ứng với ba huynh đệ, Đại Phật tại Lạc Sơn rửa chân, Nhị Phật tại huyện Vinh đi ngủ, Tam Phật ở chỗ này ngồi xem nghìn Phật, chùa Thái Bình ở bờ đối diện có vách đá nghìn Phật." Nói vừa dứt lời, hóa khói xanh mà đi. Kỳ thực, núi Ô Long cùng với núi Lăng Vân nơi có Lạc Sơn Đại Phật là một dãy núi được cho là có hình dáng tựa như Phật đang ngủ. Mặc dù dãy núi này đã tồn tại ngàn vạn năm, nhưng không có người ngộ ra. Mãi đến ngày 11 tháng 5 năm 1985, Phan Hồng Trung, một lão nông ở Thuận Đức, Quảng Đông, trong lúc vô tình chụp được một tấm hình, mới bất ngờ phát hiện dãy núi giống như hình dáng một vị Phật đang nằm ngửa. Mà Lạc Sơn Đại Phật là một bức tượng Phật ngồi ngay ngắn ở chỗ lõm sâu dưới nách của Phật ngủ khổng lồ. Điều này dường như thật ứng với ngụ ý tâm tức thị Phật, tâm chính là Phật, của các tác phẩm điêu khắc Phật giáo vào thời nhà Đường và Thánh Nhân Xuất Ư Dịch Hạ, Thánh Nhân Xuất Từ Nách, lưu truyền trong dân gian, tạo thành kỳ quan bên trong Phật có Phật. Lạc Sơn Đại Phật đã trải qua bao mưa gió chiến hòa, mắt chứng kiến từng đợt thảm họa nhân gian, từng mấy lần hiển linh nhắm mắt rơi lệ. Bức Đại Phật này không chỉ vì để lưu lại di sản văn hóa thế giới quý giá, mà còn lưu lại cho nhân loại những huyền cơ để nhận biết chính xác sự kiện trọng đại sẽ xảy ra vào thời khắc cuối cùng của lịch sử. Giờ đây, nước lũ dâng ngập chân Phật, Trung Hoa đại địa hỗn loạn bất an. Bức tượng Phật Di Lặc tượng trưng cho tương lai tươi sáng, là muốn truyền tải thông điệp gì cho nhân loại? Thật khiến chúng ta phải suy ngẫm, tìm kiếm chân tướng ở nơi đây. Không những vậy, mỗi lần Lạc Sơn Đại Phật phát sinh sự kiện nhắm mắt rơi lệ, đều sẽ phát sinh thiên tai nhân họa nghiêm trọng. Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt lần thứ nhất vào khoảng năm 1958 đến năm 1961. Năm đó, ở Trung Quốc đại lục không có thiên tai lớn phát sinh, lẽ ra là một năm bội thu. Ngũ cốc phát triển tốt nhưng hầu hết không được thu hoạch mà bị bỏ mặc cho hư thối trên đồng ruộng, bởi vì nông dân đều bị đưa đi luyện sắt thép. Đồng thời, chế độ toàn dân ăn cơm tại nhà ăn của công xã nhân dân đã lãng phí rất nhiều lương thực, cuối cùng đã tạo thành nạn đói lớn. Năm 1962, dân chúng Trung Quốc bị đói nghiêm trọng, ở đâu cũng có người chết đói, thi thể nằm la liệt khắp nơi, Tứ Xuyên cũng không ngoại lệ. Người dân địa phương Lạc Sơn nghèo đói, khi người nhà chết chỉ biết dùng chiếu cỏ bó lại rồi ném trôi sông. Mà Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc nơi hạ du ba con sông, mỗi ngày đều có từng đám thi thể chết đói thuận theo dòng nước trôi qua Đại Phật. Mấy vạn thi thể chết đói trôi tới đây, vô cùng thê thảm. Vào một đêm trong thời gian này, tượng Đại Phật đột nhiên nhắm mắt lại. Người dân địa phương chứng kiến cảnh này cho rằng Đại Phật không đành lòng nhìn thấy nhiều người chết như thế trước mắt mình, cho nên mới nhắm mắt lại. Về sau, bởi vì tượng Phật nhắm mắt là điểm không may, cho nên chính quyền địa phương đã cho tu sửa, đục lại con mắt của bức Đại Phật. Tuy nhiên vào thời điểm đó, bức ảnh Đại Phật nhắm mắt vẫn còn được lưu giữ tại nhà trưng bày Lạc Sơn. Năm 1963, không lâu sau nạn đói lớn, Mao Trạch Đông bắt đầu thiết lập quyền lực tuyệt đối và phục tùng tuyệt đối, bắt đầu cái gọi là phong trào tạo thần, gia tăng thêm sự tàn phá tàn bạo và tai họa đối với người dân Trung Quốc. Đại Phật lại một lần nữa nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ. Người ta nói rằng những bức ảnh Đại Phật rơi lệ khiến chính quyền hoảng sợ, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ra 40 triệu nhân dân tệ để tiến hành thanh tẩy cho bức tượng. Tuy nhiên, vẫn không thể xóa được vệt nước mắt ở khóe mắt bức Đại Phật. Tháng 7 năm 1976 là một năm bi thương trong lịch sử Trung Quốc. Khu vực Đường Sơn phát sinh trận động đất 7.8 độ Richter, khiến mấy trăm nghìn người thương vong. Sau trận động đất, người dân Tứ Xuyên phát hiện Lạc Sơn Đại Phật lộ vẻ mặt giận dữ và một lần nữa nhắm mắt rơi lệ. Ngày 7 tháng 6 năm 1994 là lần Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ gần đây nhất. Dựa trên lời kể của các nhân chứng, khách du lịch trên tàu du lịch đã chứng kiến cảnh tượng Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ, từng chuỗi dài nước mắt rơi xuống. Vậy, phải chăng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt rơi lệ là xót thương cho nỗi thống khổ của con người? Một số nhà khoa học cũng đã giải thích về vấn đề này. Họ cho rằng đó là do tình trạng ô nhiễm môi trường tương đối nghiêm trọng, cộng với lượng lớn mưa axit đã rửa trôi tượng Phật, khiến mí mắt trên của tượng Phật có quá nhiều hắc tố, trông như Lạc Sơn Đại Phật đang nhắm mắt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng đây chính là thần tích, Đại Phật đã thực sự nhắm mắt và hiển linh.
Và thay vì cố gắng đi tìm hiểu nghiên cứu những giọt nước mắt này hình thành như thế nào, phải chăng chúng ta nên suy ngẫm xem thông điệp mà thần Phật muốn truyền tải cho chúng ta là gì? Người xưa có câu rằng, ông trời có đức hiếu sinh, trời không đoạn tuyệt đường sống của con người. Ngày nay, thần Phật không ngừng triển hiện thần tích, các bức tượng thần Phật trên thế giới nhiều lần rơi lệ. Phải chăng cũng là vì muốn lần nữa nhắn nhủ thế nhân điều ấy, rằng Thượng Thiên chưa bao giờ bỏ rơi con người trong cõi mê mang. Ngoài ra, trong lịch sử cũng lưu lại không ít các dự ngôn, cảnh báo và nhắn nhủ thế nhân rằng, lựa chọn thiện lương, rời xa kế ác, quay về truyền thống, coi trọng tín ngưỡng và đạo đức. Làm được như vậy mới có thể thoát khỏi tai họa và có một tương lai sáng lạn. Thời lượng phát sóng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Đừng quên ấn like, share và subscribe để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.